Hi, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ review một sản phẩm từ máy ép trái cây. Đây được gọi là một cái máy ép chậm nha cả nhà. Mình ép rất là kiệt những cái loại trái cây và dùng rất là tiện trong gia đình. Đây là một cái máy ép nhỏ, các bạn có thể mua sử dụng trong gia đình mình thôi nha cả nhà. Để ép những loại trái cây á, thì ở đây các bạn nên cắt nhỏ nó ra. Tại vì máy ép của mình là máy ép nhỏ, nên là trước khi ép các bạn cắt thành những cái miếng nhỏ nhé. Và đây là những cái phễu này, và cái đây là một cái dùng để nhả bã. Cái máy này là máy ép ha, mình mới mua. Hôm nay này mình sẽ review cho các bạn xem là cái cách sử dụng của nó như thế nào ha, có tiện hay không. Máy này mình mua với cái giá là 1.790.000 nha cả nhà. Không biết bây giờ các bạn mua thì cái giá nó như thế nào, nhưng mà lúc mình mua là cái giá của nó là gần 1.800.000 đó cả nhà. Mình sẽ bật công tắc điện lên, mình sẽ dùng thử cho các bạn xem nhé. Mình xoay ổ trước đi ha. Ở đây ổ thì các bạn nên cắt nhỏ ra và bỏ hột đi nhé. Tại vì cái phần hột của nó rất là cứng, khi các bạn cho vào đây xay á, nó dễ bị kẹt và nó ảnh hưởng tới cái máy của mình. Lâu dài thì nó không tốt ha. Cái này là do của bền tại người, nên cái nào cứng quá thì mình nên loại bỏ nó ra. Mình đã ép được gần 1 ly ổ rồi đó cả nhà. Đối với cái máy này á, thì các bạn không nên ép các loại trái cây mà nó nhiều thịt, nó mềm. Ví dụ như cà chua, các bạn ép á, nó dễ bị kẹt á, nó không có ra được cái bã, tại vì cái bã nó mềm á, nó nhiều thịt nên là không có vắt được nước nó ra kiệt. Nên là đối với dạng như là cà chua hoặc là bơ đu đủ chín thì các bạn nên dằm ăn ha, chứ còn mình không nên ép nhé. Ngoài ra thì các bạn lưu ý một số đặc điểm nhỏ là nó cũng không thể ép được các loại như là sơ ri này, tại vì sơ ri nó có hoạt, và mía, những cái loại đó thì nó rất là dễ kẹt máy. Về cái máy này, nếu các bạn có thể kết hợp cùng các loại trái cây khác, các bạn có thể xay cùng với các loại như là rau má, thì nó vừa có loại thịt vừa có loại rau á, thì các bạn có thể xay nó rất là kiện luôn. Xay rau má rất là ok nha cả nhà. Mình đã có được một ly nước ép ổi đây đó cả nhà ơi. Nhìn rất là xanh mát và ngon luôn. Cái máy này rất là tiện cho những ai mà mình lười ăn trái cây. Mình có thể ép trái cây mình uống để cho nó mát ha. Và nhất là các bạn nữ, mình uống rất là đẹp da. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang mình ép cà rốt. Ép cũng rất là nhanh và tiện nha cả nhà. Cũng khá là gọn. Sau khi ép xong cà rốt thì mình sẽ làm một ly nước ép vừa cà rốt vừa ổi luôn. Uống cà rốt rất là mát và rất là đẹp da nha cả nhà. Cái màu của cà rốt rất là đẹp. Có cái máy ép này rất là tiện nha cả nhà. Cuối cùng thì mình sẽ cho cà rốt và ổi vào. Mình ép chung luôn nha. Mình thích uống chung như vậy này cả nhà. Nó dễ uống hơn. Trường hợp mà mình nướng nhiều cả nhà, sau đó mình cho vô cái chai thủy tinh đó, mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mình có thể dùng được 2 đến 3 ngày. Và cái máy ép này các bạn nếu ép lâu quá thì mình sẽ dừng cho cái máy nó nghỉ được 15 phút rồi mình hãy ép tiếp nha. Cái này chỉ dùng trong gia đình thôi, còn nếu các bạn dùng buôn bán thì nó không hợp nha cả nhà. Mình đã ép xong được 3 ly nước ép này. Bây giờ thì mình sẽ gỡ máy đi, mình mang đi mình vệ sinh nhé.
Nước ép uống trái cây thì uống rất là ngon rồi, ngon và mát luôn. Nước ép ổi thì rất là thơm, cà rốt thì nó rất là ngọt nè. Mình thích cái nước ép chung vừa ổi vừa cà rốt hơn, nó có cái độ thơm hơi chua chua và ngọt dịu quả cái cà rốt đó, rất là ngon ha. Mình đã ép xong rồi đó, phần bã thì rất là kiện luôn. Bây giờ thì mình sẽ mang đi mình rửa nhé cả nhà. Mình rửa máy và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo và cách mình nắp máy như thế nào nhé. Lúc này thì mình đã rửa xong rồi và mình đã gắn lại, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đối với những bạn mà lần đầu sử dụng nhé. Thì ở đây nó có một cái nắp khóa này các bạn, các bạn vặn nó ra. Mình sẽ cầm chắc cái phần thân máy và cái phần cổ máy này, các bạn vặn nó ra. Sau khi vặn nó ra rồi thì mình sẽ nhấc nó lên. Mình đã nhấc được cái phần ống của máy rồi, còn cái phần thân máy thì các bạn cũng nhấc ra được nhé. Đây, mình đã nhấc được cái phần thân máy này. Sau đó các bạn tháo luôn cái phần nõi ra để mình dễ dàng vệ sinh nha cả nhà. Các bạn phải tháo ra thì mình mới rửa sạch sẽ được. Cái này lúc nãy mình vừa mới rửa xong đó cả nhà. Sau khi rửa xong á, thì mình sẽ để ráo và mình gắn lại. Hôm nay thì mình đã ép xong những cái ni nước trái cây cực kỳ ngon và mát, rất là tốt cho sức khỏe nhé. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho cả nhà. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.